Oh.
Sai hả? Sai quá luôn. Nhả lại thấp quá. Đánh không được. Tinh tế chưa, anh tăng độ tinh tế lên. Tăng lên. Tăng độ tinh tế lên hay sao để em biết chừng tăng lên. Có vô lưng mình chỉnh được. Chạy. Anh có vô lưng chỉnh được không? Nhả bài tinh tế quá. Mới gì đâu rồi, trời ơi, cậu mềm rồi. Mới gì nói xong nhả lại tinh tế ghê. Phải. Rồi, cậu Khánh à. Đúng rồi. Đúng rồi không? Đúng chưa? Coi chừng ông tròn trung lộn cái vật xịn rồi đó cha. Cho nhầm cái vật xịn rồi đó. Coi lại đi. Ngọc lẽ. Con sắp đỡ. Ôi trời ơi.
Cà phê
nhưng mà thấy tán lông hay là tán đít, tán lông không có chấp nhận tại vì nó có đâu mới chạm được. Tán đít nó văng ra vậy mà, tán lông văng ra vậy nó tăng xa mà nghe không bỏ lên từ chạy tắm năm để lên để lên nó tán văng xa mà rồi vô lông được cái gì. Cho tập trung cho chốc nhạn. Về đang nói sáng rồi. Cà phê đúng rồi, cái này ăn cam cam rồi. Thank you.
24. Nhanh chóng là nhanh nữa thôi. Phải nghỉ, phải vui rồi, còn nghỉ.